Ui, thôi 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 con ơi. Con mình lại thôi. Mới đẻ xong. Nhưng mà bố ơi, con không đẻ, bây giờ con khỏe mà thì bố có đẻ. Khỏe cái gì? Mới được có 1 2 tháng không sao được. Dạ dạ dạ, người ta vừa đẻ 1 tuần xong người ta phải này, làm rồi. Bố bảo phải nghe. Bởi vì con mới trẻ lớn nên con không biết gì đâu. Không. Bây giờ con mới đẻ xong con giặt rũ này nặng nó vào. Lúc mai kia đứng tuổi rồi con mới thấy khổ của nó nhá. Không, con biết. Bố rồi, bảo phải nghe. Bây giờ con đẻ. Thôi thôi để bố giặt thôi. Đứng đi. Bố. Con đẻ được 2 tháng rồi. Con 2 tháng đến 3 tháng. Người vẫn còn yếu. Chứ làm được. Con ai lại để bố chồng ra giặt quần áo cho con này, con ngại lắm. Khổ lắm, bố giặt được, thôi con cứ vào đi. Không, nhưng mà bây giờ con khỏe rồi. Khỏe vào không kìa, con mới đang khóc. Bố nghe, nghe lời bố đi em. Bố giặt để bố giặt được, bố vẫn làm được. Em bây giờ em để không em khỏe rồi mà. Không được, trời ơi bố bảo. Bố có suy nghĩ gì đâu mà em phải nghi ngợi làm gì. Phải, nhưng mà em không. Bố đau thương con. Bố ốm yếu gì đâu mà. Khổ lắm, bây giờ mới đẻ xong. Bố nghĩ cho em để làm gì. Con lúc mai kia độ 20-30 tuổi đầu thì lúc đó con mới thấy là cái tác hại của giặt lúc đẻ non nhá, đẻ sớm nhá. Không, nhá. Nhưng mà bây giờ không, con đẻ được tận 2 tháng rồi chứ có phải là con. Không, không, 2 tháng chưa được, chưa được. Thôi vào đi, để bố giặt cho con. Thôi, khổ lắm. Bố bảo phải nghe. Con giặt một loáng là xong. Không, thôi, thôi. Không, thế này chồng con này, chồng con nhìn không, con lại không, mẹ chồng mày lên tao vả vỡ như mặt chồng mày. Chứ không phải thì nếu nó ở nhà tao bắt chị, nó giặt. Chị nói bố, em thì chị bố từ trước bây giờ bố nói gì là bố làm chứ bố con ai cũng là cãi lời thôi, bố ở thôi, đâu. Thôi 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 cứ vào vào để bố giúp. Con giặt một loáng là thôi, 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 thôi. Có mấy cái này nhanh không, này. Có tổn thương gì đâu khổ. Không, 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 không. Phải nghe lời bố khổ lắm. Từ lúc mai kia thì mới thấy nó tác hại của việc. Không, vừa đẻ xong nên giặt rũ. Thôi bố nói thế rồi thì cứ để bố làm. Thôi để bố giặt cho vào đi con. Ui giời ơi con. Bố bảo phải nghe lời bố chứ. Bố chỉ tốt cho con thôi chứ không phải bố hại con đâu. Rồi, ôi vào đi con. Thế để con đi lấy móc áo. Ôi thế thôi. Ừ, thì lấy cho bố mấy cái móc áo đấy. Thôi cứ để đây cho bố. Không thì để cho. Không thì để con. Ừ, thôi. Con mang sang nhà bên nhà. Khổ quá không mua mấy cái quần áo. Nghe bố thì bố thì buồn cười giật đấy. Bố thương con thì bố. Con mang sang nhà bà Tân con lấy cho. Không phải máy giặt gì cả. Giặt tay cho nó khỏe. Thôi, đều để bố giặt cho. Thôi để tí chồng con về. Thôi lấy cho bố mấy cái bóc áo đây. Thôi để tí chồng con về chồng con giặt. Bố bảo có nghe không? Con bây giờ con không giặt nữa nhưng mà bây giờ bố đứng dậy đi, tí nữa chồng về chồng con lại chồng con giặt. Bây giờ con không giặt nữa, bố cứ lên nhà đi. Ờ. Con không giặt nữa. Mày đi trước đi, mày đi trước đi. Bố bảo phải nghe đấy. Đấy đúng thế. Mẹ không lúc mai kia đứng. Bố. Đấy. Bảo chồng con giặt rồi, bố đi lên đi. Rồi, ôi. Con không giặt nữa mà, con không giặt nữa đâu, bố đi lên nhà. Bố thích giặt đi, em cứ để bố ra. Thôi cứ để cho bố giặt thôi. Không, con ngại cái gì, ngại cái gì. Không phải, bố cứ lên nhà đi. Bố, 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 bố lên nhà đi. Bố thương con thì bố mới bảo con chứ. Con biết bố thương con rồi, nhưng mà thôi bố cứ lên nhà đi. Rồi, con ôi. Con giặt nữa tí, cứ chồng con về, con bảo chồng con giặt. Thôi, mày đi qua đi. Này, mày đi qua lại. Thì em lên nhà đi. Lên, vào đi. Kìa con nó khắc kỳ gặp. Cho nó bú đi. Lắm. Đóng cửa vào. Bố đừng có giặt đấy. Không, bố không giặt đâu, cứ vào đi. Không,